Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ban Liên lạc Binh đoàn Tây Nguyên tỉnh Phú Thọ ngày 26 tháng 3 năm 1993 và ngày 26 tháng 3 năm 2023 xin phép được bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thủ trưởng, thưa toàn thể các đồng chí, lời đầu tiên cho phép Hải Yến thay mặt các đồng chí diễn viên trong đoàn xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, chúc buổi lễ thành công rực rỡ. Vâng, những người lính của nhiều thế hệ hôm nay cùng về đây gặp nhau trong niềm vui và xúc động nghẹn ngào, gặp lại hôm nay ai còn ai mất trong lòng thấy bâng khuâng không nói nên lời. Xin trân trọng gửi tới quý vị một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Đào Hiếu Thi mang tựa đề Nỗi nhớ gửi chiến binh do Quốc Nam của trình bày. Chiến binh từng như năm tháng ngày xưa hiện về.
chúng ta cùng đến với một nghệ thuật đầu tiên đã đi cùng nhau tới đất nước tình yêu sáng tác Trần Lệ Thương, những thể hiện qua tiếng hát của hai ca sĩ Tiến Vĩ và Nguyễn. Anh nắm tay em, thôi giờ
khi phút giờ vinh quang yêu em, anh đã từng sống qua trong lửa đạn. Yêu em, anh đã từng sống qua.
xin chúc các đồng chí đội luôn luôn mạnh khỏe và phát huy truyền thống của mình để đưa chúng ta tiếng hát đến mọi người đất nước. Xin cảm ơn các đồng chí. Thay mặt cho tập nhiệm có bao hoa tươi thắm kính gửi đến các đồng chí. Hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công rực rỡ. Thì chính chào và hẹn gặp.